Xin chào các bạn, bản tin xe buýt ngày 15 tháng 8 năm 2022, Thành Nghị và Tăng Tuấn Hy lộ tạo hình cổ trang mới nhất với sự tương tác diễn xuất ăn ý tại hội trường phim Liên Hoa Lầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.